Đồ má nó hành hạ. Ủa sao kỳ nó bị gì ta? Không biết nó bị cái gì trên trời mà tao tao tắt máy đi rồi, tao restart lại. Chứ không phải là thoát ra rồi vô lại cũng không xin gì cả. Mà tao tắt máy đi, tao tắt luôn, tao tắt nguồn luôn, tao khởi động lại máy cũng không được luôn. À, rồi xong tao giờ tao tao out ra, tao quit quit out ra cái Facebook, là tao từ chối Facebook, rồi tao lock Facebook luôn, rồi tao vô nó lại, tao bỏ mật khẩu vô lại. Đồ cũng không được luôn, mà sao giờ tự nhiên nó được tao không hiểu luôn. Thì thôi nãy giờ tất cả mọi vấn đề thì nói về về coi như Việt Nam mình thì cũng khá là đầy đủ, các bạn trẻ cũng khá là đầy đủ, thì mình cũng muốn nói là mình bàn về chút xíu về vấn đề bất ổn chính trị, lý do tại sao bất ổn chính trị. Và tôi tin chắc rằng là Việt Nam mình không bao giờ bất ổn chính trị, nó có cái nhiều cái lý do lắm. Và những cái kinh nghiệm nó có, mà mình nghĩ là Việt Nam mình hay chơi chiêu, mà chiêu này mà chiêu thường thường hồi xưa mình không nghĩ ra, thì mình nghĩ chắc là sao vậy ta. Mình nhớ cái ngày 10 tháng 6 năm 1998 không, cái ngày biểu tình đó rầm rộ đó, thì Việt Nam mình cũng phản ứng có lệ, nhưng mà không phải là không phòng bị, khó phòng bị chứ, nhưng mà vẫn để xảy ra những cái chuyện sự cố. Thì lúc đó là đồ má đội quân ký giả báo chí ngoài nước ngoài rầm rộ, đồ má đưa tin, có nhiều người thì CNN, BBC thì kéo tới đá trong ha. Đồ má Việt Nam khôn lắm, đồ má Việt Nam thấy rõ ràng đó, thấy chưa, y chang gì khác chưa, có đốt phá, có đốt cơ quan công an gì phòng chữa cháy, đốt là quýnh đập cảnh sát gì, cảnh sát gì đó, uy hiếp Động. anh cơ động các cái ha, rồi tùm lum tùm lem, phải không? Ok. Ê, nhưng mà một lần thôi nha. Đúng rồi. Hay cái chỗ là đưa lên cái mượn cái truyền thông quốc tế ấy. Hay cái chỗ là nhân văn đó, nước Việt Nam của ta là vậy. Để chi? Đúng rồi. Để cho cái truyền thông quốc tế đưa lên hình ảnh Việt Nam, người dân đánh đập công an nhân dân và chính quyền xử sự như thế nào, các cái thấy không? Rồi ok xong. Nhưng mà em ơi, em làm chết đi được á, đù má cái đầu của mấy ông này đù má nó ghê, nó không có đơn giản như mày nghĩ vậy. Xong nha, nhớ một lần thôi nha, đù lần sau là đù quá là không có cái chuyện đó xảy ra. Mà bởi vì người dân họ chưa hiểu thấu đáo và bị sự xúi dục của kẻ ngoài, và đã đa số là những người chống cộng Việt Nam. Ồ, má tụi đó bên mừng rỡ nó vỗ tay luôn, má nhất là cái đám mà này vỗ tay quá trời quá đất, không được rồi, kỳ này là chết, kỳ này là tiêu rồi, kỳ là chết tiêu rồi. Nhưng mà nó đâu có ngờ, nó không ngờ cái chuyện nó xảy, chuyện một cái chuyện một phiền, cái đó là cái gì, Việt Nam quá khôn và cảm thấy là thâm thâm thúy. Một mặt đưa lên cái quỹ ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nè, đất nước Chào ta Hồng đây An. là đấy, nó nhân văn vô cùng và không có gì phải chê bai cả, rõ ràng đúng chưa? Đó đó là cái điều mà hồi tụi bay còn ấu trĩ lắm, trời tao nó khổ quá, bởi tao bị cá độ tụi bay. Tao nói một cái đơn giản tụi bay hiểu là tao không binh Việt Nam đâu, bữa tao ở nước ngoài tao không có dính líu gì, tao cũng chẳng phải là cộng sản, tao cũng chẳng phải đáng gì tao binh, nhưng mà tao trung dung, tao nói một cái điều này, tao trung dung điều này, thử nghĩ đi, 97 triệu dân đồng lòng rượu má đi biểu tình đi, để bảo đảm mày cộng sản đầu hàng liền, đủ má không cần, nó cứ nhắc ghế ra đường nó ngồi thôi, đủ má chỗ là gạt nhắc ghế ra đường nó ngồi thôi, là đủ má là coi gì gì cộng sụp đổ liền, không còn cái nó bảo đảm 100%. Nhưng mà mày phải hiểu cái đằng này, đủ má mày hiểu rồi, mày bây giờ mày xuống người ta nhắc ghế ra đường ngồi là mày ăn đập á, đủ má người ta hiểu ra vấn đề, có nghĩa là người dân bây giờ cùng với nhà nước chống lại tụi bay, vì đó tụi bay Việt Nam miễn nhiễm rồi. Tao bà hứa anh dự mày, tao bảo đảm tao còn sống này cuộc đời rồi, không còn bao nhiêu năm nữa, khoảng chừng mười mấy 20 năm nữa là quá đáng, 90 tuổi cũng chết, 100 tuổi cũng chết, đẹp thấy vậy, không bao giờ có chuyện xảy ra lần thứ hai, không có chuyện xảy ra lần thứ hai, bảo đảm với mày. Là bởi vì nếu mà có bảo đảm lần thứ nhì, có xung đột lần đặt rồi, Việt Nam mình thì cơ quan chủ quản hoặc là nhà nước mình sẽ xử lý nặng, nhưng mà kỳ này là đội Liên Hợp Quốc không có dính vô được, là bởi vì ngày trước tôi đã nói với anh rồi, anh đã quay Dạ đúng phim, chứ. anh đã chụp hình, anh đủ trò rồi. Trời ơi, nhà nước mình cao cơ lắm, khổ lắm. Đủ má còn tao nghe, tao nói thiệt mày, tụi bay không có làm một cái gì cả, không có làm được cái gì đâu. Tao mới nói cho mày nghe là bây giờ tao mới đọc báo và tao đọc tư liệu tao mới hiểu được. Tại làm sao có La Phường, mà tại làm sao hồi xưa cày xưa nó có những cái biểu ngữ mà thí dụ như là một vợ một chồng hai con là đủ, đại khái đi, nói chung là những cái mà tuyên truyền đó, lý do tại sao có.
nó có nguyên nhân sâu xa. Là bởi vì như vậy, cái ngày xưa đó, cái thời Pháp đô hộ Việt Nam, dân Việt Nam mù chữ hoàn toàn, không có ai biết chữ hết trơn. Dạ. Mà hiểu có thấy không? Thì bắt đầu cái ngày 1945 nữa, ngày mà hình như là ngày xưa mà khi mà ông Hồ Chí Minh mà đi ra đi tìm đường cứu nước, là dân mình Việt Nam mình nó mù chữ nhiều lắm. Vì vì đó khi ông về ông lập nước thì ông mới biết rằng cái dân tộc của ông hiện giờ đang nát bét, nát bét ở đây là nát bét là vấn đề trí đó, không ai biết chữ hết trơn. Thì dạ đúng rồi. Ông mới cử những người cán bộ xuống giải thích từ nhóm mà tới này. Cho nên vì đó có những cái từ làng, từ xã, từ ấp, từ thôn, từ huyện, nói chung là tất tật từ cái chữ xíu nó có những cái bản nhỏ nhỏ, ví dụ như là đại khái những cái câu tuyên truyền, đại khái gì không phải tuyên truyền, mà bởi vì ngày xưa Việt Nam mình những người đó rất ư là mù chữ, không có biết chữ. Cái là việc đó người ta mới đi sâu, đi sát người dân, nó thành theo một cái thói quen, mà cái thói quen rất là tốt. Cũng giống như quýnh kẽn, đúng rồi, giặt tới thì không có thể nào mà nói rồi chạy tới nhà ê đó tới tới không, lấy ngay cổng làng gõ kẽn đùng cái là dân biết, đồ gõ bao nhiêu tiếng là dân biết là đồ có giặt hay sao rồi quên nhà cầm súng nhảy xuống hố hay cái gì là cái gì đó, là một cái sự cũng hay lắm. Bởi vì người dân mình nó bị lệ nô lệ về tư tưởng cũng khá khá nhiều, bởi vậy thường thường những cái loa phóng thanh ở cấp xã, cấp huyện, cấp thôn, cấp xóm này kia thường thường ở đó, bởi vì nó quá qua một cái quá trình bị Pháp đô hộ rất là nặng nề, chính vì đó ngôn ngữ Việt Nam mình hoặc là những cái sự hiểu biết đã dễ còn dốt nữa, đã vù chữ còn dốt nữa, thành ra vì cái đó ngày nào họ cũng phải có làm từ chút để kia để mình giặt cảm hóa được, cải hóa được hoặc là mở mang cái đó của những người dân. Người dân hồi xưa chỉ biết đi làm nông, một thứ nhất là làm nông hay là làm trùng cu su thời kỳ Pháp thuộc, ngoài ra không biết gì. Đúng cả rồi. Không biết bất cứ mùi gì cả, không biết chữ luôn. Đúng rồi. Giặt dốt đó, người xưa gọi là giặt dốt. Đúng rồi, dạ, đó. Tao không hiểu, giờ tao mới hiểu, tao đọc sách, tao bây giờ tao mới đọc, tao mới hiểu. Thì dạ, cái điều đó rất là tốt. Thì tụi kia nó mới tuyên truyền, nó nói rồi má nào là loa phường, nói chung nó bôi xấu, nó kể, nhưng mà kệ mẹ tụi nó không biết, nhưng mà nó không hiểu được lịch sử sâu xa cái chuyện đó nó như thế nào. À, tại vì mình đọc, con tao có kiến thức mà, biết đọc chữ mà, tại sao tụi bay không đọc, tụi bay không hiểu, mà tụi bay cứ đi bôi bác, cái chuyện mà bôi bác như nào thì lại người ta gỡ ra. Người ta là dở đó, giống y chang như bôi bác cái xe VinFast vậy, đồ mà cái xe thổ tả rồi đâu bên nước nào trái móc đông đô thừa cho VinFast, mà thấy không, mà đâu có làm được không, mà đâu có làm được không, mẹ người ta đâu không làm được mẹ người ta hết, mà lên làm cho cái chuyện người ta làm mình là mất uy tín nữa. Có nghĩa là ô tưởng gì à, thằng đó là thằng gì bên Đức, thằng gì ta, thằng gì ngày báo cà trớn, thằng gì mình báo đời Nguyễn Đài á, à, à, Hoàng Tấn Bạch, Nguyễn Đài là một Hoàng Tấn Bạch đúng không? Hoàng Tấn Bạch đúng không? Hoàng Tấn Bạch thì là nghĩa địa gì? Đó là cái thằng Khoa Khám, Lê Trung Khoa. Lê Trung Khoa, Lê Trung Khoa. Thấy không? Đủ bây giờ ai nghe tin nữa. Mày, tao nói mày rồi. Mày phải nói sự cố, sự thiệt biết sao mày nói. Tao phải tôn trọng chị thật. Thì cái chuyện nó đơn giản lắm, không có gì cả. Còn mày đặt điều, nói lao, nói xạo, đủ thứ, thêm bớt, lùm lum, đà la, thêm trời. Thành ra vì tôi đó, thành ra vì tôi thất bại là phải. Ngày hôm qua chắc là cái chuyện ngày hôm qua mà cái like của cái thằng là đứa mộng cái đất TV đủ mà ngồi với cười muốn sặc máu luôn. Hầu như hai ông già này không hiểu bất cứ một câu chuyện gì về Việt Nam hết, không hiểu, hoàn toàn bù tịch. Bên đó là bên ở ở chỗ ông ở là thứ nhất là bị bưng bít thông tin, cái thứ hai nữa là bị tiếc tiền, đủ mà đi về mất tiền rồi không dám đi về, bởi vì có người mà sống bị lệ thuộc vì nô lệ đồng tiền. Để nói cho mày nghe thì rất là khổ chứ đó. Thấy đó, đó là cái gương trước mắt. Bởi vì ông sợ ông về Việt Nam ông chơi á, được chứ. Nhưng mà ông về, đủ mày là không được quyền lãnh lương nữa, không được mất tiền già, mất tiền già. Tao nói mày rồi, đi ra nước Mỹ 29 ngày thôi, ngày 30 đã mất mẹ rồi. Thì ra đâu có điều được. À, khổ quá, phải chung chân tại chỗ, bóc ba cái bao chợ lên ngồi đủ nói rồi xong nghe mấy cái đài cũng đi xa phạm với thằng Ngụy Vũ hay là cái đại khái gì đó là tha hồ ngồi suy nghiệm rồi bắt đầu ngồi tao nói rồi đó, đủ cầm lá khoai lá ngô gì cũng ngồi bàn tán đủ nói như thánh vậy mà không biết còn mẹ gì trời, không cần chưa bao giờ đặt chân. Cũng như tao nói một cái live trước của mày, tao nói là tao thấy kiêm nhiệm và tao nhận định là những người nào mặc dù cái chưa họ ghét cay ghét đắng Việt Nam nhưng mà khi họ đã về nước một lần hoặc là hai lần thì tự nhiên họ giảm liền cái sự mà bực tức về Việt Nam, họ hận thù nó họ giảm. Còn hai ông nội này đủ là chưa bao giờ về,
mà nói gì thánh vậy, nói không biết gì đồ mà nói đủ y chang gì, đủ cái gì cũng nói, cũng không nghĩ rằng Việt Nam làm được, cũng không nghĩ gì là Việt Nam, ông cứ cho là Việt Nam chẳng làm được con ma gì cả, không làm được con nhít con hóc gì hết trơn. Mà thấy buồn cười không đồ má, mà nói thì nói sao, nói vẫn chứ không có tin. Thì người ta khi ổng thằng Phong Nguyễn nói câu gì nè, nói theo bác thì Việt Nam hạnh phúc được nhớ người nào nghèo đó thì khoảng bao nhiêu phần trăm, thì mình tưởng tượng là mình nghĩ độ cao lắm chứ cũng có 100-200 ngàn người, như ông nói 60 trên 50% là 60% người đó đủ đi ăn xin á đồ cái đồ ta nghe cũng nhức nhối thôi. Có một cái bà sáng ra cái bà kia bà gọi điện thoại tao nói anh em qua để coi cái like của nữ dân Facebook TV không, tôi nói có chứ trời, có nói vui vui quá trời, có nói tôi đàn bà ấy nha, tôi có mặt đó tôi giả hàng dài chứ rụng răng thuộc cái tôi mà tức cười đó. Ở bà đàn bà ở Việt Nam mới vui đó, lớn tuổi rồi đồ tức quá mà đủ mẹ hai thằng khốn nạn, không có gì Việt Nam ngày nào mà nói như sánh ra đồ, bây giờ 60 mấy tuổi rồi cười chết mẹ luôn đó. Đó là những cái mà mình buồn cười, mà không phải tao giận dữ mà tao nói hay là tao gì phản biết gì, đó là những người Việt Nam gọi điện thoại qua anh có coi không đồ, tao nói cũng là dạng giống như cũng là cái fan thôi, fan trên mạng thôi chứ gì, nhưng mà người ta đôi có cái gì vui buồn họ kể tao nghe, bởi tất cả tao ở đây thiệt, nhưng mà những cái gì mà ở Việt Nam có xảy ra bất cứ chuyện gì tao cũng biết đó, đại khái là vậy đó, là người thân. Huống chi cái ông đó, mấy cái ông này ông cực đoan đến mức độ ai là không biết ông có, ông già từng tuổi này đương nhiên ông phải có vợ này, có con này, có cháu có chắc này, ông có phải có người thân ở Việt Nam, nhưng mà ông hầu như là con người đa nghi đến mức độ là người thân mình ông cũng không có tin, mày hiểu không? Có nghĩa là thí dụ ông có thể, ông có thể ông nhắc phải đúng gì, ông hỏi con cháu bên ông chị đang thiết cha gì 80 tuổi làm gì, ông có con cháu không, không có con cháu gần thì có con cháu xa, nhưng mà đi ra ông nói ông cũng không tin chứ, thậm chí nhiều khi vợ ông nói ông chưa tin thôi, hết thuốc chữa rồi, thuốc chữa cứ bỏ vô bán xe sinh tố nghiền ra đồ má đi cho bón cây thì không có làm gì được. Khổ vậy đầu óc bù mị đủ mà. Là tính ra mấy cái người đó là bị cũng gọi là giặt dốt đúng không chú Cầm? Đúng rồi, nó là giặt dốt nữa đó ra. Bởi tao nói là đọc rồi tiểu sử, đọc cái lịch sử mà Lý Loa Phường với lại cái biểu ngữ ra đó, mày mới thấy là cái chuyện là muốn trừ giặc dốt đó, đù lâu lắm mày ơi, ghê đó. Mà thấy cả trăm năm này, mà gần cả trăm năm thấy không, gần cả trăm năm á Việt Nam mình bây giờ mới khá, mà hầu như tao nói cho mày nghe cái dân trí của Việt Nam mà càng ngày càng tiến bộ, hầu như tao nói minh chứng cho mày rồi đó, có nghĩa là ở đây ở nước Mỹ này mày thấy vậy chứ mà không phải vậy, ở đây nó có nhiều giặc dốt mà nó dốt kinh khủng luôn, mà nó dốt mà mình không thể ngờ được. Tao cũng là dân chứng như này rồi đó, một nghị viên của một thành phố dân cử đù má đâu phải dân thường mày, nó đâu phải là cái kiểu, nó giống như kiểu như là đại biểu quốc hội Việt Nam mình một người vậy đó, mà phát ngôn cái không hiểu được HIV với lại rồi là COVID-19 đủ, mà tại sao hồi xưa cái bệnh HIV tại sao không bịt khẩu trang, mà giờ đúng mà COVID-19 là bịt khẩu trang, không có bịt khẩu trang gì chứ đủ. Cười sặc máu luôn, mà là dân tử á đủ, ghê không trời đó, minh chứng rõ ràng đâu là đó là hoàng, tao nói cái sách nó có chính đầu rõ ràng, thấy chưa đó. Rồi mà ở đây thì nó xảy ra một cái chuyện giết người nữa, khổ quá, 20 mạng xếp là trong một cái đó. Nước Mỹ hiện giờ nó vậy đó, nước Mỹ hiện giờ là nó làm cho mình cảm thấy mình sợ đi ra đường, mới sửa xe về thì không biết nói sao, nhưng mà có cái điều càng ngày mình thấy nó làm cho mình cảm thấy mình ớn đó. Rồi mới ở California hay ở đâu á, ta mới đọc thoáng vào, tại ngồi trải trên xe ra không có một người đặt câu hỏi cho chú Cầm nè, bố cho con hỏi cái, các ông nhà báo tự xưng mới không nhìn rõ mà vẫn cực đoan vậy phải không bố Cầm? Đúng rồi, tôi nói cho mày nghe, đa số những người mà tự xưng nhà báo ở đây thằng Mỹ nó đào tạo nhà báo phóng viên, mày thấy có, bây giờ tôi nói thật cho mày nghe nè, chưa thấy một cái thằng phóng viên nhà báo nào mang bát người Việt mà lên phỏng, đi vào những cái chỗ như hạng như là quốc hội này, thượng nghị viện này, hạ nghị viện này, chất vấn là tổng thống là phó tổng thống này, thư ký rồi không, đâu được quyền vô đó đâu, thẻ nào vô, danh xưng tự xưng mà đúng khổ lắm. Bây giờ tao thì tao tự xưng gì ta, để tao coi cái mày đặt cho tao một cái tên gì đó, nó kêu tao cũng tự xưng thử là được không? Tốt, tổng thống tự xưng
thôi tổng sống nhà nó tổng sống nó đi nhiều quá rồi cha luôn, nhưng cái gì đặc biệt hơn á, rượu đặc biệt hơn trần dần luôn, không phải chịu rượu má. Ê, từ sinh dễ lắm rượu má, cái thiệt mày từ sinh dễ lắm nè. Cho mọi người xem cái này nha, à đây mọi người xem cái này, cái tôi nói tôi hướng dẫn nha, mọi người thấy rõ không? Tức là ở đây á nó hiện lên hai người đang yêu cầu lên là Kevin và Ai ơi Việt, đúng không? Rõ ràng chưa nha? Tức là để tôi vạch mặt cái thằng Aoi, nó đi cái nick là tiếng nói sự thật, nó cứ bấm ok ok và nó sẽ tuyên truyền rằng nó muốn lên nhưng mà Thơ Quang không cho nó lên đó. Thì ở đây Thơ Quang chứng minh cho mọi người thấy, đúng không? Đó, có chú Cầm, có tất cả là anh Minh đó, ở đây mọi người đã thấy rõ được cái chiêu trò của nó, đúng không? Bẩn thỉu đó, đó là Thơ Quang chứng minh rõ ràng luôn, để mọi người bảo là Thơ Quang không có có cái sự gọi là công bằng hay cái gì đó cho nó rõ. Tức là cái chiêu trò của nó cái nick A Quy Nguyễn là Thơ Quang đã lóc vì cái tội là cứ mang cái những cái vong hồn, những cái oan hồn người đã mất á, mang ra mà nó mang làm đề tài để nó kích những anh em chị em ở trong cái live này đó. Thì Thơ Quang đã lóc cái nick A Quy Nguyễn đó vì cái chuyện đó là không thể dẫn chơi được, đúng không ạ? Dù gì là không thể dẫn chơi được, cho nên Thơ Quang lóc và nó đi lại cái nick là tiếng nói sự thật nó vào. Nên nó giở trò cái câu đầu tiên nó đưa là giống như là mình bịt miệng nó, mình không dám cho nó lên. Thì Thơ Quang đã chứng minh cho mọi người thấy nha. Thơ Quang chứng minh cho mọi người thấy rõ ràng cái câu chuyện nó nằm ở đâu. Dạ con mời chú Cầm. Có nghĩa là đó là một thằng đàn ông mặc dù bất đồng chính kiến gì đó thì lên trại dạy lắm, người ta có thể phản biện được. Đàn ông mà tỏ một cái thái độ mà hèn hạ quá thì đâu có xứng đáng gì đâu hay quý. Mày làm như vậy thiệt mày, người ta còn khi coi thường và khinh thường nữa, chứ đâu có đơn giản. Mày có vẻ giống như tiểu nhân, mà tiểu nhân theo kiểu đại tiểu nhân, đủ mấy mày còn thua đủ thằng gì, đủ Vi Tiểu Bảo của Lộc Linh Ký, đủ mà Lộc Linh Ký thì còn trượng nghĩa nha, nó biết đâu đúng đâu sai, đủ má. Còn mày thằng thua nó đệ tử nó không được xứng đáng, bởi vì thứ mày không có xài được là chỉ đó, bởi vì ai cũng chửi mày là đúng, tao xác nhận điều đó. Có đôi lúc nhiều khi tao chẳng muốn nói nặng mày đâu, là mày giống như kiểu là không biết gì, không biết lịch sử thì điều người đi trước đi sau người ta, mà vô mày hỏi thoải mái và biết được cái gì thì đáp của đó. Nhưng ngược lại mày, cái câu đầu tiên mà tao hỏi mày cái tên mà chưa nói lại cái mục đích cuối cùng mày rồi, mày muốn cái gì, cái tao không cần mày phải nói em ồ này kia đậu trời ơi đậu giết người đậu cướp đó thôi biển đi bỏ mấy vụ xưa quá rồi đụng mãi đi, cái mục tiêu cuối cùng mày là cái gì thế thôi. Mày bây giờ muốn cái gì, mày muốn làm sao, mày muốn lật đổ chế độ Việt Nam của Việt Nam phải không, hoặc là muốn thay đổi cái thể chế của Việt Nam đang có tồn tại phải không, rồi mày đưa ai lên mày nói cho tao nghe đi, chỉ đơn giản thôi, cần gì vô chọc quái chăm chọc tao nó miễn đi. Còn vụ biểu tình á, đồ mày về mà tu đi, đồ mày tu truyền kiếp mày đi chưa chắc nữa được nữa, bởi trời tao nói mày Việt Nam khôn lắm, khôn ở nỗi mà không đến trọc đầu phải không, đủ ớn lạnh không. Mà thấy ông Phúc không? Đủ có cộng tóc đầu đâu, thấy không? Khổ. Tụi này rất thơ ngây quá. Bởi vì tao giải thích hồi nãy rồi đó. Thứ nhất là cái vấn đề Bano. Bano tức là cái mà tuyên truyền vấn đề chữ viết hoặc là những cái mà bài ảnh nhỏ 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 dưới quê. Thứ hai nữa là hôn thanh. Đó là chẳng qua vì giặc dốt mà ngày xưa Việt Nam mình đã hứng chịu cả trăm năm qua. Còn cái thứ hai nữa là cái vấn đề biểu tình 10 tháng 8. Mà hay quá. Bây giờ mình nghĩ là ông siêu thiệt. Mình kinh nghiệm hồi xưa tao giật mình tao la làng cái năm đó, năm nào tao không biết, 2017 2018 nữa, tao bên này tao giật mình biểu tình gì đủ thanh long chất độ đổ ra cho bò ăn này kia đủ tao la rồi xong rồi đùm lum, tao tưởng là khói lửa ngất trời đó, không có đâu, chỉ vậy thôi nghe, như thôi nghe, để cho quốc tế nhìn nhận nghe, lần sau đủ miễn đi đủ, lần sau miễn đi đủ khổ cái gì cũng vậy đủ, trời tao mới thấy mấy ông này ra tay một cách có hậu, mà cái gì cũng vậy, cái gì cũng vậy. Chứ đâu có đơn giản đùng đùng giống Myanmar là học trò mà cũng không thèm trốn nợ nữa, bây giờ mình nói tao hùa theo ông ba đi mà đi binh vực còn lâu đủ. Trời ơi tụi bay nghĩ sao vậy, tụi bay làm thì tụi bay đáng tụi bay chịu chứ, được tụi bay dắt nước roi về dày má tổ tụi bay ngu tụi bay chịu, tụi bay tự tay tụi bay lấy tay tụi bóp giái tụi bay thì tụi bay đáng tụi bay chịu chứ cầu cứu cái gì, mệt quá đủ quá. Trời nghĩ sao vậy đủ quá, tụi bay sao ơi đủ khùng quá đủ. Tự nhiên vợ của mày mà không chịu mà nuôi mà nấng mà cưng mà chịu đủ mà tống ra đường khác lụm về đủ má mà chửi đủ má kỳ không kỳ cục đủ quá, quái đản đủ này bơi khổ quá.
Thì Thì sao con? Bây giờ là muốn cầm còn khoảng chừng 15 phút nữa à. Thì bây giờ ý mọi người sao? được. Mà ngày mai mình thi, mình chỉ ra là thứ mấy Dạ thứ bảy. rồi là mày nghĩ là mày chết cha mày rồi, rồi mấy thằng kêu rồi luôn. Nhưng mà Đúng giờ hỏi mọi người dưới có muốn tham gia nữa không? Đó, muốn tham gia nữa bấm số 1 á thì mình làm à, đủ tiếp. có tham gia là phải ngồi, đủ có nằm là chửi nghe, đủ mới vô bùng mẹ nó vô bùng hết rồi. Đủ tụi tao biết mà, tao vô mình lại trời ơi, đủ còn có 18 người à, tao biết vô bụng nằm ngủ khò khò chứ, rồi nó để cái phone nó làm như là tao nói chuyện, để nó bắt cầm chắc nói chuyện chắc nó dễ ngủ rồi, sao để cái phone thôi còn nằm nhắm mắt kìa, thì tao biết mà trời ơi, ơi khổ. Việc Việt Trai này xúi dữ lắm nè, lúc nào cũng chơi đi Chơi chơi đó, đi lúc ta mời lên là không chịu ai lên, ông Việt Trai này Việt, nè. lâu lâu quá rồi Việt ra lên chơi đi con, lên lên nói chuyện hài hài cho nó vui. Mày kể bên cái vụ mày coi, mới tao mới phát giác hình như bên đó là như mới chết đã, trong hộp đêm ở đâu tao lục nãy giờ tao chưa thấy, là mới 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 bị nữa kìa, mới bị mấy chục mạng nữa kìa. Đâu chứ? Ở gần đây tao coi cái mới thì đây mới đâu ở California phải, mới nó hiện lên hồi nãy tao mới chưa kịp một tên xe. Ôi trời ơi. Có nhiều cái cuộc đời là nhiều cái mà cái đất nước nhiều khi cũng vui lắm mà. Đồ má, tự nhiên bây giờ thằng Đại Hàn, Nam Hàn, đủ mỗi năm là phải cúng cho nó 1 tỷ đô. Để làm chi? Để nó đóng quân đó. Rước dây gì vậy mở tổ. Cảm ơn chú.